Liên quan đến những vấn đề xung quanh việc ký cấp phép cho dự án Formosa tại tỉnh Hà Tĩnh, nguyên Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự chiều nay đã trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Việt Nam. Ông đã thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thời điểm bấy giờ nhận trách nhiệm vì đã không lường trước những hậu quả về môi trường đặc biệt nghiêm trọng mà Formosa đã gây ra cho hàng trăm ngàn người dân các tỉnh miền Trung những ngày qua. Theo ông, không phát triển kinh tế bằng mọi giá mà phải đảm bảo môi trường, đảm bảo an ninh, văn hóa, đảm bảo cuộc sống người dân ổn định, phát triển bền vững. Thưa ông, mới đây trong cuộc họp định kỳ của Thanh tra Chính phủ thì một đại diện của Thanh tra Chính phủ có cho rằng việc Hà Tĩnh cấp phép cho dự án Formosa lên đến 70 năm thì có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật, và trong đó cũng nhắc đến một phần trách nhiệm của người đứng đầu ở thời điểm bấy giờ là ông. Vậy thì ông thấy thế nào về việc này ạ? Mà cái là phù hợp với quy định không? Tại cái điều 67 của luật đất đai là ghi rất rõ. Hiện nay còn nguyên giá trị đấy là các dự án thông thường là 50 năm. Nhưng những dự án mà có quy mô lớn, thời gian thu hồi vốn chậm và lại được nằm trong cái khu vực ưu đãi đầu tư, đó là vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Và lại là đúng với cái đối tượng của ngành hàng ưu tiên như là thép, rồi như điện, như cảng. Và lại còn trên 5.000 công nhân, rồi hàng vạn công nhân thì đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận thuê đất là 70 năm. Trước đó thì cũng có một cái cuộc thanh tra năm 2014. Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức một buổi làm việc, đã thảo luận và được đưa ra các cái căn cứ và thống nhất. Thì Thủ tướng cũng đồng ý là cái việc cấp 70 năm là phù hợp. Ở thời điểm bấy giờ thì ông và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có lường trước được những hậu quả về môi trường như hiện nay người dân các tỉnh miền Trung đang phải đối diện không ạ? Đau lòng, những cái nó thật sự là nó ngoài ý muốn. Ở một cái địa phương rất khó khăn, nghèo, thì cũng muốn tham gia phần nhỏ nhỏ của mình với đảng bộ nhân dân để có một cái cú hích để là vượt nghèo vượt khó để đi lên. Cứ nghĩ rồi giai đoạn một nó ra được 7 triệu tấn thép rồi thì giải quyết được 5-7 vạn người vào việc làm, rồi thúc đẩy kinh tế cho phát triển, và thực ra cũng không lường được những cái hậu quả nó như thế này. Tôi hoàn toàn bất ngờ thật, và thật sự là một cú sốc. Ông cũng có vừa nhắc đến câu chuyện về khát vọng phát triển, khát vọng vượt khó đi lên của những địa phương như Hà Tĩnh. Vậy thì ngày hôm nay khi mà chúng ta đặt bên cạnh những hậu quả về môi trường cũng như là lên đời sống người dân, thì những địa phương như Hà Tĩnh sẽ phải nhìn nhận những bài học như thế nào về quá trình phát triển cũng như là thu hút đầu tư? Liệu chúng ta có chấp nhận phát triển bằng mọi giá? Cái đấy là những bài học lớn, bài học đắt giá, bài học một cách toàn diện đấy. Từ là cơ chế, chính sách, chủ trương, cho đến kêu gọi đầu tư, cho đến chuẩn bị đầu tư, cho đến là quản lý đầu tư, phối hợp đồng bộ giữa trung ương và địa phương, để tăng cường hơn nữa cái việc là kiểm tra, giám sát, và đặc biệt là cái làm chặt chẽ cái khâu là về các cái công nghệ này, rồi là về cái bảo vệ môi trường này, những cái cam kết là cho nó hoàn thiện hơn. Phát triển kinh tế nhưng mà phải đảm bảo phát triển bền vững. Còn trách nhiệm của cá nhân ông thì sao? Có thời điểm nào ông thấy mình cũng có một phần lỗi với người dân các tỉnh miền Trung ạ? Trăn trở và có phần trách nhiệm của mình ấy. Mình không đun đẩy, không né tránh trách nhiệm với ai cả. Và có phần, tuy nhiên là có phần gián tiếp, có phần trực tiếp, và có phần thì nó cũng vượt khỏi khả năng của mình. Nhưng dù sao đi nữa là mình phải có nhận cái trách nhiệm của mình trong cái vấn đề này. Vì nó lớn và những cái nó cũng cực kỳ khó khăn, cho nên là nó cũng là có những việc nó nằm gần như là ở ngoài tầm kiểm soát hoặc là kiểm soát không nổi. Xin cảm ơn ông vì đã dành thời gian cho Đài Truyền hình Việt Nam với phần trả lời phỏng vấn ngày hôm nay ạ.